Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Tức VN. Đây là bản tin cập nhật giá heo hơi mới nhất ngày hôm nay, 4 tháng 10 năm 2023. Trong bản tin này chúng ta sẽ cập nhật giá heo hơi mới nhất tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Sau đây là chi tiết của bản tin. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, kênh Tin Tức VN là kênh chuyên cập nhật những thông tin giá heo hơi hàng ngày. Và nếu như nhiều lần đầu tiên đến với kênh thì bấm nút đăng ký ở phía dưới video để nhận được giá và những tin tức mới nhất về thị trường heo hơi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, giá heo hôm nay tại các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình đang phổ biến quanh mức từ 55 cho tới 57. Ở các tỉnh trung du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang đang bình quân trong khoảng từ 54 cho tới 57. Các tỉnh miền núi Tây Bắc giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên dao động trong khoảng từ 54 cho tới 57. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh ở mức từ 54 cho tới 58. Khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại Bắc Trung Bộ giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức từ 53 cho tới 56. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ở mức từ 54 cho tới 56. Khu vực Nam Trung Bộ giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng ở mức từ 56 cho tới 57. Tại Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa ở mức từ 55 cho tới 56. Tại Bình Định, Bình Thuận quanh mức từ 55 cho tới 57. Tại Tây Nguyên, giá heo hơi các tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum phổ biến quanh mức từ 54 cho tới 57. Chuyển xuống khu vực phía Nam, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước quanh mức từ 55 cho tới 57. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Long An, Tiền Giang ở mức từ 55 tới 57. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu quanh mức từ 55 cho tới 56. Giá heo hơi tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang ở mức từ 55 cho tới 57.